Dâu 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 và con sâu, chào mừng 500 anh em đã quay trở lại cùng MG trong C bình luận PK lên server. Và đây là MG đến từ server GAV nhỉ nhỉ. Chúng ta đang đến với chế độ Bad Moon Smug của server GAV nhỉ. Mặc dù là cái hình ảnh thì đây là chế độ Super Mode nhưng mà không phải, cú lừa thôi nha. Đây là Smug Bad Moon anh em nhé. Và anh em biết đấy, Smug Bad Moon của GAV thì nó chỉ gồm tư chất 14 thôi nhỉ, 14 quay đầu thôi, không có tư chất 15 rồi nhỉ. Không có tư chất 15 thôi anh em nhé. Nó sẽ quay đầu ở cái tư chất đó thôi. Nên là anh em không đừng hy vọng gì quá nhiều ở chế độ số mắc này. Và hai nữa là có một cái tin nó buồn không kém. Đó là mình vừa lướt vào server Taiwan thì thấy chế độ ban pick, xong lướt sang server gì ở US cũng quả ban pick. Chán nản luôn. Không có gì để nói luôn anh em. VN nhím của server 231 lướt để hai quả server nhìn chán luôn anh em ạ. Là nếu hai quả vậy bật pick nhìn chán bố đời luôn. Chơi thì vẫn chơi được thôi nhưng mà nó mất thời gian anh em. Vậy là hai nữa nó ức chế đúng không? Vì ví dụ như nó lòi ra một hai con tư chất 15 ngon thì lại không được pick, chứ nó ban đi hết thì lấy cái gì ra để mà chơi, đôi khi là rất khó chịu kiểu như vậy. Nên chúng ta là thôi chuyển phỏng đấy anh em. Đây rồi, tổ chức nét đây rồi anh em. Tổ chức nét nè nẹt đây rồi. Tổ chức nét nẹt nẹt đây rồi. Thực tế liệt phát nữa à? Thực tế liệt phát nữa. Đúng phong cách ở đó ấy. Yeah. Rồi, hỏng rồi. Sao mình nói là hỏng ấy? Nhìn bốn con độc chiêu thì hỏng rồi. À thôi, ngài cứu bạn rồi. Bốn con độc chiêu thì trời cứu rồi. Úi giời ơi, Rugo lao vào đả cái kia thì chịu rồi. Rugo lao vào đả cái kia thì chịu rồi. Ngài kéo rồi anh em ạ. Ngài kéo rồi. Ghê đấy. Ghê đấy anh em ạ. Ván đấu đầu tiên đã bong rồi. Cũng đến game đấu tiếp theo nào. King của sao 167. Ờ chúng ta có King luôn. Ca phẩy Kula. Cả là Zero. Không phải là Zero Clone mà Zero anh em ấy. Miku. Miku thì khó chơi à. Mẹ chưa gì nữa bút nhậu rồi này. Chưa gì nữa bút nhậu rồi này kìa. Đừng bảo mẹ Miku có nộ luôn thì chẳng thua luôn nha. Thế thua luôn thì cũng đáng rồi nhỉ. Không thế thì không cứu được rồi.
Come on. Thế thì không cứu được rồi. Cứu bằng mắt. Tầm này thì cứu bằng mắt rồi. Mẹ lại gặp hồ nít phá bút thì lệ. Trời ghê. Đời cay đắng đưa em vào cơn mê. Đời cay đắng đưa em vào cơn mê rồi. Đời cay đắng đưa em bờ lộc nào. Đánh rất nhẹ đấy nhỉ. Mày quá. Đời cay đắng đưa em vào cơn mê. Chìm chiêu đám đưa Zero về đất mẹ. Và đó là chiến thắng. Game này mình cứ nghĩ là mình thua rồi cơ anh ạ, đúng không? Khi mà mình chết yêu đi dị, chết hao hát là mình nghĩ mình không còn cửa nào để mình ăn nữa. Athena Cell 49 Tachibana Ukyo. Tiếp theo chúng ta có Chiyuru. Có phá bút đấy nha anh em nhé. Hao hát Lin. Lin cho chơi combo thì nó khốc liệt anh em. Đôi Zero. Đôi Zero đối đầu với đôi Terry. Từ từ đã nào. Đôi Zero và đôi Terry anh em ơi. Athena có giảm độ à? Athena có giảm độ rồi. Sống hay là nào? Chán sống hay nào? Nói. Chán sống hay nào nói không biết. Ba chạm mẹ. Chán sống hay nào nói thì còn biết.
Nói thì mới biết được, không nói cũng biết được đâu. Đủ đam không? Cứ là chán sống vẫn cứ là chán sống thôi. Gì ra sống hả bạn? Bạn lấy gì ra sống nữa à? Bộ đôi mẹ mày phun độc chiêu thì lấy gì ra để mà nhử với chả nháy. Quá khó cho thanh niên sờ 49 này anh em ạ, đúng không? Bộ đôi lại phun độc chiêu ra kia thì lấy gì ra mà nhử nháy. Cùng đến game đấu tiếp theo nè. Game đấu tiếp theo, đối thủ tiếp theo Kula của CM72 lại là Tachibana Okio Iori New Mr. Kate và Miku. Iori Z Rugo. Còn cho Yori dị của Kasumi ấy à? Trời đấy. Trời đấy. Trời đấy. Con nộ mà nhỉ. Khó nhỉ. Đôi cây đang đưa em vào cơn mơ. Khó đấy, cầm Miku nhưng mà lại khó anh em ạ. Cầm Miku nhưng mà lại khó. Cầm Miku lại bị vào thế khó. Google tím nhè. Tím quá. Google này tím quá. Là con nổ nhẹ. Yeah.
Gỗ lao Benny à? Đời nó là vậy mà, oan trái vậy mà anh em, nghiệt ngã vậy. Đời nó oan trái, đôi khi cuộc đời nó oan trái nó nghiệt ngã vậy đấy anh em. Game nó bắt thua thì biết làm nào. Đời oan trái và rất nghiệt ngã. Ấy à, hai lần giảm nộ đấy anh em. Chán thua, tầm này cũng là cao khỏi tầm này cu la ca phải đánh được ai nữa, đời oan trái nữa. Không biết phải nói là như là đời oan trái thì em vào cơn mơ mà. Chi của xe vào 204, chúng ta có Nokuru với khả năng phá bút, Hinato Bao và Kula. Miku Google. Miku và Google. Ikuyo. Chiêu muốn nộ mất. Con chiêu lu có nộ mất. Rồi con kia nó nộ mất. Nhiệm vụ suy cố sma. Dạ. Sọc quá hơi thốn nha. Hơi thốn nha. Hinato đỡ đòn xong lên full nộ nhanh thật. Không giết thật thằng Google. Giờ hơi thật. Giờ hơi quá rồi. Đừng nói với tôi vậy, nổ chí chết kia. Ôi mẹ mày, thế mà sao nó quả cuối mà nó bo nút đa mà ai gáy ghê không. Thanh niên gáy ghê thật đấy.
Còn cuối nhìn ảo đấy em nhỉ. Chiu lên hiệu ứng, à là con Miku lên hiệu ứng, quả đấy không lên hiệu ứng thì nó thua mình. Nó lên quả hiệu ứng gây silent, à gây phong ấn, thế là nổ đam anh em ạ, ảo ma thật. Quả phong ấn nổ đam đấy, không thì nó thua chặt luôn anh em, đúng không? Gáy ghê thật. Người chơi hệ gáy gáy. Người chơi hệ rất gáy luôn. Rất gáy anh nhỉ. Thằng gái mẹ xảo dùng Shirley spam rồi. Hồi sinh rồi, nhìn lên là biết rồi. Cho nên mình xin thôi chứ biết làm nào. Cho mình xin làm gì thì mình xin. Cảm ơn chân thành. Ôi mẹ, thôi hỏng rồi. Mẹ nó chứ, nó chưa tung tuyệt kỹ mà nó có giới hạn sát thương. Nó giới hạn sát thương tuyệt kỹ của mình kìa. Ảo ma thật đấy. Nó đỡ đòn này, nó gì nhở, nó đỡ mẹ mày 90% đam của hai quả đấy rồi, không thể tin nổi em ạ. Cơ hội giết thằng Lin ngay trước mắt mà không làm được. Cơ hội để mình giết thằng Lin mẹ trước mặt mà mình không làm được. Cơ hội mình giết thằng Lin nó lù lù mình không làm được anh em kìa. Cơ hội giết thằng Lin lù lù mình không làm được thì thôi chịu rồi. Ngon như thế thôi nhỉ. Nhìn thấy mà lại không phải thế. Nhìn thế mà lại không phải thế. Nhìn thường là thế nhưng không phải là thế anh em ạ. Tại sao mình tự tin về lượng sát thương còn lại của mình có ăn đéo nha anh em nhé, ăn đéo hai nộ. Nên như ăn đéo này bên này không cần phải tích. Ăn đéo bên này không cần phải tích nộ anh em nhé. Combo gấu huyền thoại anh em ạ. Combo gấu huyền thoại. Với nhà hàng người đối thủ đã quit rồi. Và clip này mình xin phép tạm dừng lấy thôi. Bye bye, hẹn gặp lại anh em clip tiếp theo nha. See you again và bye bye.